Trường đá lạnh thì trường trong thời gian bao lâu? Bởi vì đá lạnh thì nó cái thời gian nó giữ được nhiệt lạnh rất là ít. Đúng rồi. À, thứ hai nữa là khi mà người bận rộn như chúng em thì chỉ có trước khi đi ngủ với trường mà thôi, thì trường cả thận và gan cùng một lúc thì có ảnh hưởng gì không ạ? Cái việc mà dồn nóng ấy, thì bao giờ cũng vậy ấy, là cái chính yếu của mình là thận chứ không phải gan, cái gan chứ không phải cái thận. Nhưng mà có những cái trường hợp mà đặc biệt hơn, ví dụ như men gan cao, như bị acid uric cao, thì chúng ta bắt buộc phải chờ một lúc, là phải chờ là vừa nóng dồn nóng, vừa gan mà vừa thận. Nhưng mà để mà bố trí cho cái thời gian hợp lý ấy, là khi mình đi làm về rồi thì mình chờ thận trước. Mình chờ thận ấy, là bằng cách là mình phải mua cái đai đến chi biêu, mình để cái đá thận vô, mình kéo cái đai vô, mình giữ và mình đi làm việc. Cái kinh nghiệm mà tôi chờ nóng ấy, mà khi tôi làm đúng khâu nóng ấy, thì tôi nằm không nổi, tại vì nó nóng kinh lắm, không có chịu nổi đâu. Ngay cái chuyện mà tôi chờ thận ấy, là tôi gắn cái đai vô hết, hơi tôi quay thụt xuống dưới lưng chút, rồi tôi vẫn hơi tôi kéo lên chút, thụt lên thụt xuống tôi kéo, nó cứ như là kéo rất là nhiều lần, tới một lúc nó thấy cảm ổn rồi đó, thì tôi mới để nguyên vị trí ở thận, chứ không phải lúc nào mà đặt vô là được liền đâu, hiểu không? Và ta chiều ta làm cái đó xong rồi, ta xong hết rồi thì thường thường cái nóng á mà để lò vi sóng mà làm y như trong trường hợp mà làm cái trường gan ấy, thì chỉ trong một cái thời gian á là không tới giờ đồng hồ thì cũng đã nguội rồi. Nó bị mình sao phải không? Bị mình chỉ mang cái đai thôi, mình không có trùng chăn, không có trùng mền, không u ấm, cho nên không có giữ lâu được. Nhưng mà vậy là đủ rồi, không cần làm thêm. Riêng cái chờ nóng ở vùng ngang á thì mình chờ trước khi đi ngủ mình đã chờ. Ha, mình chờ thì thường thường á, cái kinh nghiệm á là khi mà chờ á vào chỉ trong vòng 15 tới 20 phút hoặc 30 phút là mình ngủ mất tiêu rồi. Thì lúc đó mình chịu khó, mình lấy cái gối lớn á, mình để bên hông. Ha, mình kẹp bên hông và để cái cục đá ngay phía cái vùng ngang á thì nó không có trượt xuống. Và mình chịu khó nằm, cố định nằm ngửa, cố định một thời, một lúc vậy đó thì khúc mình ngủ mê sai xong á thì nó sẽ ổn định. Riêng cái chùm lạnh á thì chúng ta không thể nào chùm ban đêm. Còn như nãy tôi nói á là hãy ban đêm thuộc về âm, cho nên mình sử dụng dương, tức là sức nóng để chùm ban đêm. Còn ở ban ngày á là thuộc về dương, cho nên chúng ta sẽ chùm cái đá lạnh vào ban ngày. Thì nói cái chuyện mà chùm lạnh gì ban ngày á là do mình thôi. Còn cái chuyện mà không có thời gian hay không có thời gian là cái chuyện nó không quan trọng. Vì sao? Vì người mà bị gút á, người bị sưng nóng đỏ đau á, bây giờ nó muốn đi làm mà làm cũng nổi nữa. Nó lết một chỗ rồi. Chỗ của nó là chỉ có một là ở nhà nằm một chỗ, hai là vô bệnh viện nằm thôi. Cho nên cái chuyện mà có hay không là không quan trọng. Bởi vì chắc chắn một điều là nó nằm nó lết rồi. Mấy người bị gút á, là tôi là một người đã kinh nghiệm bị gút thì biết rồi. Khi mà bị gút rồi á, không có làm ăn con gì được hết á. Bò với lết không nè. Cho nên đừng có hầm mà làm việc gì mà nổi ôm cái chân mà trên người ư không đủ chết rồi. Cho nên mọi người ý chí đi. Cho nên á là tôi nói một cái mà tại vì cô này chưa bị út, chưa biết cái cảm giác người sinh ra nóng đo đau thế nào. Nhưng mà có một cái điều á là tôi khuyên mọi người là chúng ta nên chữa bệnh trong lúc chưa bệnh, đừng để bệnh mà chúng ta chữa. Tại vì á là chúng ta là ai cũng nói là tôi bận rộn ấy đó. À, có nhiều người nói thôi bây giờ chịu khó bỏ thời gian chút xíu lại đi học đi. Không, tôi bận lắm, tôi bận lắm, tôi không có thời giờ. Nhưng mà tới một lúc mà bệnh hạ xuống rồi mà giờ bận cách mấy thấy nằm trong bệnh viện rồi nằm trong nó mấy tháng rồi, hỏi có bận không, lúc đó không nói câu nào nữa. Vì lúc đó cái chết nó mạnh hơn cái bệnh. Cho nên cuối cùng mình kết luận một câu thôi, ta lo cho ta trước rồi tính cái chuyện thiên hạ sao. Chúng ta có thể sắp xếp được hết. Và đừng có mong rằng ta chết thì thiên hạ này đại loạn. Bởi vì mình mà có chết cũng có người thay. Cho nên có cái bà kia, cái ông kia ông nói trời ơi, em anh lo cho em quá. Anh nói là từ trước nay săn sóc em, lo cho em đủ chuyện. Bây giờ anh bị chuyện, anh vô tù rồi, anh cứ lo lắng, không biết có làm sao mà em thế nào. Vợ nó thôi, anh ở tù, lo ở tù đi, ở ngoài đây thiếu nhiều người lo.
nè, đừng mọi người đừng nghĩ tới sức khỏe mình trước đi, nghĩ tới sức khỏe là điều cơ bản nhất. Ok, rồi xin mời tiếp. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.